da của mình đến một độ tuổi nhất định, khoảng từ 30 tuổi trở lên, thì chúng ta bắt đầu thấy cái tình trạng đổ sệ cơ. Và đây chính là cái tình trạng ở bên trong da trong cái lúc mà mình đổ cơ như vậy ha. Thì ở phía bên trong da thì có nhiều lớp khác nhau, thì mỗi cái lớp như vậy ha, nó bắt đầu có cái sự xuống cấp của làn da, như là sự thiếu collagen và elastin. Thì khi mà mình tác động cái công nghệ chính hãng 100% này, FDA Hoa Kỳ công nhận tại BBT Mai, thì với một cái nhiệt lượng vừa đủ và với thời gian vừa đủ, thì khi mà mình đưa vô ha, nó sẽ làm tăng sinh collagen. Khi mà mình để cái máy vô cái làn da của chúng ta ha, thì nó sẽ xuất hiện một cái màn hình, đó chính là màn hình siêu âm, để thể hiện chính xác cái độ sâu mà công nghệ sẽ đi vô. Và cái công nghệ này nó sẽ có từng cái đầu tiếp điều trị cho từng vùng. Như cả nhà có thể thấy khi các phác đồ điều trị ở trên khuôn mặt ha, thì như cả nhà để ý là các cái lần điều trị tại BB thì BB đều có vẽ phác đồ này ra. Và ở mỗi độ sâu thì sẽ có những cái đầu tiếp đi đúng ở những cái vị trí độ sâu nhất định để có thể tác động làm tăng sinh collagen. Thì như cả nhà thấy đây là cái độ sâu mà 4.5mm dưới da này cả nhà, tức là lớp cái bao cơ của mình ha. Và sau đó nó sẽ có một cái đầu tiếp nữa là đi ở lớp 3.0 để làm biến tính tăng sinh collagen ở chính chỉ cái lớp này thôi. Và nó lại có thêm một cái đầu tiếp nữa ở 1.5mm dưới da, tức là mình sẽ tính độ sâu từ bề mặt da xuống phía dưới da cả nhà ha. Thì nhờ những cái đầu tiếp như vậy mà cả ba tầng của mình đều có sự tác động và tăng sinh collagen lên đó. Khi này thì bắt đầu tăng collagen được tăng sinh, và tất cả collagen là của tự nhiên của cơ thể cả nhà ha. Việc tăng sinh collagen như này sẽ giúp cho cái làn da của mình bắt đầu được bổ sung collagen, cấu trúc da được nâng đỡ, và càng ngày nó càng thắt chặt lại, săn lại và căng ra. Đây như cả nhà mình thấy ha, càng không còn những cái nếp nhăn ở phía trên nữa, vì ở dưới cấu trúc đã được đầy lên rồi, và những cái nếp nhăn của mình sẽ mất dần. Và cái thời gian để mình đạt được cái hiệu quả này thì sau khi mình điều trị á, mình sẽ thấy khoảng 10-15%, và đỉnh điểm là từ 3-6 tháng thì cái hiệu quả nó sẽ là tối đa nhất. Đây là công nghệ cũng được FDA công nhận. Tại sao phải phối hợp giữa U-Therapy và sóng cao tần? Đây là phát kiến của hội đồng tiến sĩ, bác sĩ đang làm việc tại BBBOT để kết hợp hai công nghệ đẳng cấp hàng đầu thế giới lại với nhau. Bởi vì U-Therapy chống chỉ định ở một số vùng như là rãnh, mũi, rồi trán. Do đó sóng cao tần với cái đầu thon gọn nhỏ có thể len lỏi ở những cái ngóc ngách, giúp cho làn da được tăng collagen đều, không chỉ ở vùng má mà kể cả những vùng còn lại trên khuôn mặt. Thì cái quá trình mà mình đi cái liệu trình này á, thì nó dao động là khoảng 30 phút. Mình đi ở hai vùng má này, sau đó mình đi xung quanh mắt, mình đi vùng trán, và mình đi tiếp tục cho nửa bên còn lại, và mình đi xung quanh miệng nữa cả nhà ha. Trong xuyên suốt cái quá trình đi này thì thậm chí cả nhà, các khách hàng của BB có thể ngủ được trong quá trình làm luôn cả nhà, bởi vì cái việc đi như này nó rất là nhẹ nhàng cũng như là thư giãn. Cái làn da của chị mình bây giờ đã sáng hơn, đều màu hơn này. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếp nhăn ở xung quanh mắt này, cũng như là cái rãnh mũi má ha, bây giờ đã được nông lên hẳn. Và đây chỉ là kết quả sau 3 tuần điều trị thôi nha cả nhà nhé. Mình có 6 lần mình đi sóng cao tần miễn phí như thế này, cũng như là mình có một cái protein 3 vùng nữa. Tuy nhiên thì kết quả sau 3 tháng đến 6 tháng nó còn đạt được tới 90-100%. Hiện tại là chỉ có mới 15-20% thôi mà mình đã thấy kết quả khác biệt như thế này rồi. Thì khi mà mình đạt được 100% thì làn da của mình sẽ còn tăng sinh, cũng như là trẻ trung hơn nhiều nữa cả nhà ha. Dạ, cả nhà có thấy sự khác biệt không ha? Bây giờ cái gương mặt của chị đã trở nên căng hơn này, sáng hơn, và làn da của mình cũng trở nên mịn màng hơn hẳn cả nhà ha. Đây, cả nhà mình thấy cái làn da hiện tại chỉ mới sau 3 tuần của chị khách của chúng ta thôi. Da hồng hào, sáng mịn hẳn lên, làn da săn chắc, độ đàn hồi tăng sinh, collagen và elastin thì đang tăng dần ở trong cái làn da của mình ha, để mình trả lại cho mình cái làn da trẻ trung cũng như là đẹp hơn rất là nhiều cả nhà nhé. Làn da của chị thay đổi rất là nhiều, đầu tiên là về bề mặt da,
thì cả nhà thấy ngay được là mặc dù cái công nghệ của chúng ta là công nghệ về trẻ hóa da ha, tức là mình làm cho cái làn da được săn chắc, tăng sinh collagen, trẻ hóa cái làn da, tuy nhiên là như cả nhà có thể thấy rất rõ là những cái đốm sắc tố ở trên cái làn da của chị cũng đã mờ đi phần nào. Điều này là nhờ sự tăng sinh collagen cũng như là elastin ở bên trong da, và nó biểu hiện bằng cách là ở bề ngoài da cũng sáng hơn, đẹp hơn, hồng hào hơn. Chia sẻ với cả nhà mình về số tuổi của chị khách của chúng ta thì chị khách năm nay đã là 51 tuổi rồi đó cả nhà. Chị rất ít nếp nhăn cũng như là rất ít những cái rãnh ở trên khuôn mặt ha. Da đây là các làn da các chị em mình mơ ước đây. Quá đẹp.